lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân trong vụ lật thuyền trên sông Krông Nô, đoạn giáp ranh giữa xã Đức Nớ, huyện Lạc Dương và xã Đà Long, huyện Đam Rông, xảy ra cùng ngày khiến một người thiệt mạng, 4 người mất tích. Thông tin từ chính quyền huyện Lạc Dương cho biết, sự việc xảy ra khi 7 người dân dùng một con thuyền tự chế để đi bẻ măng. Trên đường về do quá tải nên thuyền bị lật. Đã có 2 người bơi được vào bờ, còn 5 người khác bị chìm xuống nước và mất tích. Sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Dương đã trực tiếp đến hiện trường và chỉ đạo lực lượng vũ trang huyện phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn Công an tỉnh Lâm Đồng cùng lực lượng dân quân và một số người dân trên địa bàn xã tích cực cứu hộ cứu nạn. Đến chiều tối ngày hôm qua, lực lượng tìm kiếm mới vớt được một nạn nhân nhưng đã tử vong. Do trời tối lại cộng thêm mưa nên việc tìm kiếm phải hoãn lại. Sáng sớm hôm nay, lực lượng chức năng mới tiếp tục công việc tìm kiếm. Hiện danh tính, địa chỉ của những người bị nạn đã được xác minh. Sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo huyện đã đến động viên thăm hỏi các gia đình có người bị nạn và huyện cũng sẽ hỗ trợ một phần kinh phí để gia đình lo mai táng. Đến chiều ngày 14 tháng 7, đại diện Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Dương cho biết vẫn chưa tìm thấy 4 nạn nhân còn lại. Hiện công tác tìm kiếm các nạn nhân vẫn đang được lực lượng chức năng tiến hành.